Chiều nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1985, trú ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trước đó, qua công tác quản lý cư trú, ngày 3 tháng 5, Công an thành phố Vĩnh Yên đã phát hiện tại số nhà 19, đường Ngô Gia Tự, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên có 9 người quốc tịch Trung Quốc không có hộ chiếu và thị thực. Qua quá trình điều tra, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện 5 địa điểm ở trên địa bàn phường Liên Bảo và phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên do Hạnh thuê có tổng số là 52 người Trung Quốc nhập cảnh cư trú trái phép. Hiện công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Liên quan đến 50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng này đều đi qua các tỉnh miền núi phía Bắc, nhưng với phương thức và thủ đoạn thì hoàn toàn mới. Đối tượng cầm đầu là Hu Jingseng, nhập cảnh vào Việt Nam bằng giấy tờ hợp pháp qua cửa khẩu Nội Bài. Sau đó đón 4 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua các tỉnh miền núi phía Bắc, đi xe khách về quận Cầu Giấy, Hà Nội. Từ đây, cơ quan công an đã phát hiện thêm 46 đối tượng Trung Quốc khác cũng nhập cảnh trái phép ở quận Nam Từ Liêm. Sau khi nhập cảnh trái phép qua các tỉnh miền núi phía Bắc, cách đi sâu vào nội địa để về đến Hà Nội, đó là các đối tượng sẽ chia theo nhóm từ 4 đến 6 người. Sau đó thì sẽ di chuyển theo các cái phương tiện đường bộ như là xe khách hay là xe ôm. Về đến Hà Nội thì các đối tượng sẽ thuê nhiều căn hộ chung cư ở với nhau theo từng nhóm. Các đối tượng khai nhận làm nghề tự do và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích tìm việc làm. Việc quản lý căn hộ cho thuê hiện nay chưa chặt chẽ. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới việc những đối tượng có thể lợi dụng để nhập cảnh bất hợp pháp. Cho thuê mà bây giờ nó có thể giao phó trong khâu trung gian. Thế là nhiều trường hợp chủ cho thuê là không phải địa bàn nội, có thể ở nước ngoài. Công an thành phố đã ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, nắm các cơ sở lưu trú, tập trung vào cái địa bàn trọng điểm như khu căn hộ cho thuê, khu căn hộ cao cấp để phát hiện các đối tượng này. Chúng tôi cũng xử lý nghiêm các trường hợp người Việt Nam giúp đỡ tổ chức cho nước ngoài nhập cảnh cư trú trái phép tại Việt Nam. Từ tháng 11 năm 2020 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện gần 130 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trong đó đã khởi tố 17 vụ án, 22 bị can,